Những ngày qua, tại các điểm giải cứu mít Thái trên đường Tôn Thất Thuyết, Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhiều người dân Hà Nội đã đến mua ủng hộ bà con tiểu thương. Giá bán mít tại các địa điểm này khá rẻ, từ 10.000 tới 12.000 đồng 1 kg. Có điểm bán với giá 60.000 đồng một quả, mỗi quả nặng từ 8 tới 10 kg, hầu hết đã chín, có thể ăn thử trước khi mua. Theo một tiểu thương tại điểm bán trên đường Tôn Thất Thuyết, mít Thái được chở từ Tiền Giang ra. Thời điểm hiện tại hàng bị ùn ứ nên tiểu thương này liên hệ các đầu mối đưa mít về Hà Nội bán. Một tiểu thương cho biết, bình thường mít đẹp được lựa chọn làm hàng xuất khẩu sẽ bán với giá từ 35 tới 40.000 đồng 1 kg, nhưng giờ không xuất được, để lâu dễ bị hư hỏng. Tiểu thương này nhập về bán với giá rẻ hơn. Theo quan sát, người dân có thể thoải mái chọn lựa, ăn thử sản phẩm, sau đó mới quyết định mua hay không. Ông Nguyễn Đức Thành, 61 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, qua nhà con trai ở đường Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy chơi, thấy mít Thái bán ở vỉa hè, ông dừng lại mua 3 quả với giá 12.000 đồng 1 kg. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên người dân Hà Nội giải cứu nông sản cho bà con nông dân và tiểu thương. Việc làm trên thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tạo sự đoàn kết của dân tộc. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.